thành ra Phật tử nào không niệm Phật ngay bây giờ mà cái định lực yếu thì khó mà giảng sanh. Định lực yếu là sao? Là chưa được nhất niệm. Mà nhất niệm ông bà sẽ chưa biết cái nhất niệm là gì. Mình niệm một ngàn sâu chuỗi, một ngày 100 câu chuỗi, một ngày 10.000 sâu chuỗi, nhất niệm chưa? Tôi nói chưa. Một ngày tu hai thời, một thời, ba thời, bốn thời. Như vậy là nhất niệm chưa? Tôi nói vẫn chưa. Phải hiểu mới được. Rồi con đi đứng ngồi nằm rồi con cũng niệm Phật như vậy nhất niệm chưa? Tôi nói chưa. Vậy thì như thế nào để nhất niệm sư? Thì chúng ta phải hiểu cho kỹ. Nhất niệm không phải là niệm nhiều. Không phải là niệm suốt ngày. Không phải là niệm một sâu, hai sâu, mười sâu, một trăm sâu. Không phải là niệm một thời, hai thời, hay ba thời. Mà nhất niệm là làm sao cái chủng tử niệm Phật mà nó lọt vào trong linh hồn, nó tràn đầy. Thí dụ giờ tôi niệm Phật, đếm từ 1 tới 10, Nam Mô Phật 1, Nam Mô Phật 2, thì nó tạp niệm nó tới. Thì có hai cách, một là mình kéo trở lại với tính đề thù quán tức tối, thì cái này không nên. Hai là mình mỉm cười, mình nhận ra có tạp niệm mình kéo trở lại. Rồi nó lại phóng nữa. Nam Mô Phật 1, 2, 3, 4 nó phóng nữa thì vui vẻ nhận ra mày tạp niệm kéo trở lại, đếm từ 1 lại. Làm tới làm nuôi chừng nào nó được liên tục nó nhất niệm. 100 câu niệm Phật, 1.000 câu nó vẫn liên tục không cái gì xem vô hết thì tạm gọi là nhất niệm. 1.000 câu nó mới phóng. Nó phóng thì chưa gọi là nhất niệm được, nhưng mà tạm rồi đó. Cũng như con trâu vậy. Chúng ta chăn trâu, cái tư tưởng chúng ta là con trâu quá. Tức là từ xưa giờ mình chưa hề chăm sóc nó. Bây giờ theo dõi nó thì nó phóng. Nó phóng thì mình phải xỏ cái dàn lên đôi mũi nó. Tức là đếm từ 1 tới 10 kéo lại. Rồi nó quan quen rồi nó xuống nữa kéo lại. Nó xuống nữa kéo lại. Nó xuống nữa kéo lại. Thành ra giai đoạn niệm Phật đầu mà nếu cái trước chưa tu nó cực vô cùng. Xót mồ hôi, đổ mồ hôi, xót con mắt. Thì có nhiều người thối chuyển. Thì thối chuyển là kiếp sau sinh lên không mẫu giáo nữa thôi. Cũng bắt đầu học tập thôi. Bây giờ phải bền. Thành ra cái đạo Phật, Đức Phật nói rất dễ. Không cần thông minh, không cần ngu si, không cần giàu, không cần nghèo, không cần rảnh rỗi hay không rảnh rỗi. Pháp môn niệm Phật rất dễ. Chỉ cần bền thôi. Mà trong đạo Phật thì cái danh đề từ là tinh tấn. Làm hoài, làm mãi, làm hoài, làm mãi. Thế mà cái này chỉ là đạo người trời thôi nhé. Chứ không phải đạo Phật. Ngoại đạo thường làm vậy đó. Thì làm riết là phải kéo riết và con trâu nó phải thuần thôi. Không có cái gì mà cái bền chí mà không đưa tới cái thành công hết. Chế tâm nhất xứ là vô sự bất thành. Tập trung cái tâm kỹ, mạnh, lâu và sâu vào một cái đối tượng thì chúng ta sẽ được nhất niệm thôi. Nhưng mà phải giảng theo di thức chúng ta mới hiểu được. Đó thì khi được 1.000 câu rồi nó mới phóng thì tạm rồi đấy. Thì bây giờ nó đã thuần rồi, đi được 1-2 cây số nó không có xuống ruộng nữa rồi. Nhưng một cây hai cây nó mới xuống thì mình thấy cái dòng cầm chí chắn nó mệt. Và giai đoạn thứ hai là niệm Phật khỏi đến. Niệm Phật khỏi đến. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, tập trung vào đó. Mà hãy nó phóng đó thì phải trở lại giai đoạn thứ nhất. Chứ bây giờ làm sao kéo và ôm con trâu được, chụp cái dòng kéo lại. Nhưng mà kéo 2-3 lần thôi, chứ không phải như cái lúc đầu phải kéo cả ngàn lần, không có. Nó quen rồi thì chúng ta bỏ dòng, chúng ta theo dõi nó. Thì niệm bằng đầu 100 câu niệm Phật nó mới phóng. Rồi lần 200, 300, 1.000 thì chúng ta thấy tạm rồi đấy. Nhưng mà giai đoạn thứ 3 này nó phải đến ơn. Hai giai đoạn đầu này cực lắm. Giai đoạn thứ 3 là chúng ta ngồi xuống núi niệm Phật. Thì trên không gian, tức là cái linh hồn của chúng ta nó bàn bạc trên không gian giống như cái làn sóng. Nó mượn cái xác thân thùng ra vô này để phát hiện. Và phát hiện ra tiếng nói ngay cái ốc, tức là cái ống loa. Này tôi nói ngắn nha, đúng là tôi phải giảng kỹ đó. Nhưng Phật tử ở đây, từ giờ nó có 1.5 tiếng. Tôi nói chính tôi giảng 1.5 tiếng. Chứ đúng là tôi giảng Pháp và siêu trưởng là có 1 tiếng thôi. Nhưng mà lâu lâu tôi đến đây tôi giảng kỹ thì... Mà tôi cũng không giảng kỹ được lắm. Siêu trưởng cố gắng về ghi gẫm thêm. Tôi giảng như cái đại lược thôi. Đó thì khi mình niệm Phật mà ban đầu đó, thí dụ mình niệm 1.000 tiếng, 1.000 câu niệm Phật, thì 500 câu tạp niệm rồi. 500 câu nhất niệm, tức là niệm Phật Nam Mô Phật 1, Nam Mô Phật 2, thì được 2 câu nhất niệm. Tới câu thứ 3 nó bắt mình nghĩ tới con cái,
thì chúng tử con cái lọt vào trong linh hồn. Rồi giờ trở lại Nam Mô Phật 1, Nam Mô Phật 2, 3, 4. Tới 4 là thì được 4 câu nhất niệm. Thì câu thứ 5 nó nghĩ tới tiền bạc. Thì chúng tử niệm tiền bạc lọt vào đó. Thì chúng ta thấy đoạn đầu còn nó cực vô cùng. Mà tới chừng nó thuần rồi. Niệm 1.000 câu nó được 500 câu. Còn 500 câu là tạp niệm. Thì 500 này vô trong A Lại Da linh hồn chúng ta là một bãi chiến trường trong đó. Nếu mà trước không tu thì chúng tử ác rất nhiều. Nó sẽ tiêu diệt chúng tử niệm Phật hết 300 còn có 200. 1.000 được 500 vô đó còn 200. Thành cái đoạn đầu chán nản vô cùng. Thành ra cổ nhân ta có nói dạng sự khởi đầu nan. Bất cứ việc làm gì ban đầu cũng rất khó. Nhưng mà nếu bền chí thì lá dâu cũng biến thành sợi tơ ống ả. Do những cái đó mà chúng ta phải cố gắng, phải cố gắng. Rồi chúng ta ban đầu thì 1.000 câu, được 500 câu nhất niệm, vô đó còn có 200. Và ngay làm tiếp nữa, 200 nữa là 4. Bữa kia làm tiếp nữa thì được 300 là 7. 7 rồi bữa mốt làm tiếp nữa thì được 300 nữa 1.000. Cứ thế chúng ta cứ tăng hoài. Thì lần lần cái chủng tử niệm Phật nó đầy, nó nhiều. Nó có đồng minh, nó bắt đầu tiêu diệt chủng tử ác lại. Giống hệt cái bãi chiến trường. Bởi vì cái đây là cái thế nhất niệm. Nhất niệm thì nó tranh đấu với tạp niệm. Lấy cái tư tưởng thiện đè, tư tưởng ác, lấy đá dầm cỏ. Thành ra tôi mới nói không phải là đạo Phật mà là đạo người trời. Và khi nó tiêu diệt chủng tử ác hết rồi, một số chủng tử thâm căn cố đế ác đó không thể tiêu diệt được. Đây là hạt giống nó rất là chín muộn, nó rất là già, thì nó ngủ ngầm ở dưới, nó chờ thời. Nó chờ thời, tức là đợi khi mình giải đãi, mình không tu nữa thì có đồng minh vô thì nó quật trở lại. Thành ra mới nói trên hoa sen mà khi mình tu tinh tấn cái chủng tử mình cái hoa sen nó nở mình đó. Khi mình giải đãi rồi lần lần qua sen nó héo và nó gãy luôn. Thì đó là cái hoàn cảnh hiện tại. Thành ra những người mà đi tới nhất niệm rồi họ thường thường họ muốn chết thôi. Họ không muốn ở cõi đời nữa. Thì qua giai đoạn thứ ba. Cái đó thì cuộc sống của chúng ta. Thí dụ bây giờ một bà đó là có con Việt kiều ở ngoài ngoại quốc gửi về. Gửi cho bà hai đứa con hoặc ba đứa con về nuôi. Rồi cổ mãi cổ cứ cung cấp tiền bà hoài. Thì bà ở đây cái số tiền bên Mỹ nó lớn. Ở đây bà cứ đi vô Phật thất thôi. Chăm sóc mấy đứa con rồi mướn người nuôi rồi bà đi Phật thất rồi bà về và chăm sóc nó, mà đùng một cái đứa con ở ngoại quốc nó bị xe đụng chết thì chúng ta thấy cuộc đời nó vô thường. Thì bây giờ cái số lương cúp đi thì bây giờ ba đứa con nó không lẽ bây giờ mình bỏ, bây giờ lấy tiền đâu mà nuôi nó? Nó phải ăn học, nó phải đủ thứ hết trơn, tiền trường là tiền bệnh quản, nó phải làm sao? Thì bây giờ không thể đi Phật thất được nữa. Đi Phật thất thì nghe tiếng niệm Phật, nghe thì hàng ngày cái chủng tử niệm Phật nó bưng vô. Tu ở nhà thì khó tu hơn là đi Phật thất. Thất là nhờ cái tư tưởng đông của phước chúng như hạnh. Rồi bây giờ làm sao không đi được. Bây giờ phải ra buôn bán. Mà không có cái ác nào bằng cái sự buôn bán đó. Nơi đó là chỗ chửi thề, chỗ đánh lộn, chỗ gần mực thì phải đem. Thì lần lần cái mà nghe tiếng chửi thề ban đầu thì còn thấy bực bội như riết nó quen. Cái nó chủng tử ác, chủng tử thì thề nó vô trong đó. Thì cái đồng minh của chủng tử ác nó nằm sẵn bây giờ nó hợp tác, nó gục, nó tiêu diệt chủng tử niệm Phật lại. Thế là hoa sen cực lạc héo giờ lại luôn. Chúng ta phải hiểu, đây tôi nói thí dụ thôi, tôi không giải thích dài nữa. Thì chư Phật tử nên nhớ hãy qua nhất niệm mà thấy Phật A Di Đà rồi thì xin ngài tiếp dẫn mình về liền. Ở cõi này nó khó mà vững bền lắm, vì cái vô thường. Thì chúng ta nên biết cái linh hồn chúng ta đó, trong đó khi nó đầy rồi nó tiêu diệt chủng tử ác lại. Thì lần lần nó đầy thì nó tràn ra ơn. Hồi nãy chúng ta niệm Phật có một cách thôi, tức là dùng tư tưởng nhớ tưởng Phật, tống cái chủng tử niệm Phật vào trong linh hồn của mình. Rồi bây giờ linh hồn nó đầy rồi, từ trong đó nó phát ra. Cái linh hồn kêu là vô thức, khoa học cái vô thức, mà tư tưởng kêu là ý thức. Duy thức thì kêu là thức thứ sáu và thức thứ tám. Thức thứ tám thì nó làm mà tư tưởng không biết được đâu, nó làm một cách hồn nhiên. Cái đó là trí tuệ đấy, nó là trí tuệ. Còn này là niệm mặt tư tưởng. Trí tuệ thì nó tự nhiên nó phát hiện thôi, mà nó phải đầy tràn nó mới phát hiện được. Cách hồn nhiên tức là không có ý chí, không có tác ý. Còn niệm mặt tư tưởng là có tác ý, thì đây mới thật sự là nhất định. Tư tưởng cái niệm Phật tống vô thì nó tràn ra, tư tưởng nhận được tống vô thì nó hiện hành ra, được tư tưởng lại tống vô nó hiện hành ra.
cái định lực thật là mạnh, bây giờ không có tư tưởng ác, tư tưởng xấu nào xen vô được hết. Thì Duy Đức học gọi đây là nhất niệm. Đây là nhất niệm, tức là định sanh hỷ lạc. Còn mà niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật gọi đếm tôi là ly dục sanh hỷ lạc. Hai cái khác nhau rất xa. Vậy thì chúng ta nên nhớ là cái thứ nhất khai thị cho người chết là phải hỏi. Họ đừng sợ chết, xác thân phải chết, họ chấp nhận cái chết. Mà muốn chấp nhận, muốn giảng sanh thì phải nhất niệm. Mà nhất niệm chỉ quan trọng trong giờ hấp thụ. Tức là chúng ta có bốn cái tử. Thứ nhất là thường nghiệp, phải đến là phải chết. Cái thứ hai là trọng nghiệp. Cái thứ nhất là trọng nghiệp, thứ hai là thường nghiệp, thứ ba là cận tử nghiệp, thứ tư là nghiệp nghịch chuyển. Thì tôi giảng sơ thôi nha. Trọng nghiệp là cái nghiệp nặng quá, nó trọng có nghĩa là nặng. Cái nhận thức mình tạo tác quá nặng thì đó là địa ngục, chết rồi không có thân trung ấm. Còn ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, người, trời dục giới, một số thấp thì vẫn còn thân trung ấm. Còn những người mà tu đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không rồi cũng không có thân trung ấm. Có nghiệp họ rất mạnh, trọng đây là nặng, là mạnh. Chết rồi họ tự đầu thai và cảnh cõi trời. Chỉ còn có ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, người và một số trời, trời nó có sáu cõi. Một số cõi thấp có thể còn thân trung ấm. Thì bây giờ mới có thể là trai tăng và cầu cho những dông này siêu. Nó thì chúng ta phải hiểu như vậy. Thành thật khai thị chỉ cho người chết là, thì tôi nói nãy trọng nghiệp đó, còn thường nghiệp là cái nghiệp hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như bây giờ chúng ta đi tỉnh xá thường, Phật thất thường, thì chết cái đó nó phát hiện thường nhất. Nhưng thỉnh thoảng nó cũng xen vô cái nghiệp ác. Mà nếu chúng ta chết mà cái giờ hấp hối cuối cùng chúng ta nhớ cái câu niệm Phật phát nguyện, lập tức giảng sanh. Còn chúng ta nhớ tới cái chuyện thiện trong cuộc sống chúng ta mà quên phát nguyện, giảng sanh về cõi trời. Còn giờ hấp hối mà bởi vì chúng ta sống có tưởng thiện ác, thành ra không nhất niệm là khó cái chỗ đó. Bây giờ chúng ta nghĩ tới chuyện ác, ví dụ hồi nhỏ mình đi học sinh, mình bẻ trái bẻ bưởi người ta nói vẫn hiện ra như thường, thì lúc mà tắt thở ngay lúc đó sanh xuống ngạ quỷ. Thành ra cái cần tưởng niệm rất là quan trọng, nó quyết định cho vấn đề giảng sanh. Mà nếu chúng ta nhớ tới cái đó, tắt thở lúc đó thì chúng ta đầu thai theo cảnh giới đó. Ta nó cảm ứng, mình siêu cảm cái gì thì nó hiện cái đấy. Chúng ta phải hiểu cái đó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ nhất là trọng nghiệp, thứ hai là thường nghiệp. Cái thứ ba là cần tưởng niệm. Tưởng niệm là cái gì hiện ra lúc cuối, nó sanh về cái đó. Nhưng thường thường cái thường nghiệp như thế nào thì sanh như vậy. Nếu chúng ta có định lực rồi lúc sắp chết chúng ta tập trung vào cái nhớ Phật, quên cái đau nhất. Còn nếu yếu quá mà nhớ cái đau nhất không nhớ Phật thì tất nhiên sanh về bốn đường ác. Điều đó Phật tử phải cố gắng. Còn cái may mắn như nhờ vị sư khai thị có thể mình có cái niềm tin mình nhất niệm được. Chẳng hạn như tôi đi Vĩnh Châu với ông đó thì đúng ra là không dám sanh. Ông đau nhất của ông cứ quơ quạt. Tôi khai thị lần thứ nhất. Rồi ông im, ông kính tôi quá. Vì hồi đó có nhân viên gặp tôi đọc pháp danh này kia, tới gần chết rồi ông phải kiếm tôi, ông mới chịu chết. Thì cái đó cũng cái duyên thôi. Rồi ông nhức quá, ông vừa tôi nói nếu ông vừa, ông đâu có nhớ Phật. Ông nhớ cái đó nhất là Phật không có hiểu được. Ông nói con nghe lời sư, ông ngưng được trong 1-2 phút, ông quậy nữa. Thì tôi nói ông làm gì, làm sao Phật hiện được. Ông phải quên cái đó nhất, ông tập trung vào Phật, đến ông quên cái đó nhất thì Phật hiện thôi. Ông nói con nghe lời sư, ông ngưng được 1-2 phút, ông quậy nữa. Tôi mới bỏ cái micro, tôi đến gần ông. Tôi rời cái trái ông, tôi an ủi ông cố gắng đi. Tôi ở Trà Vinh, tôi ráng đến đây cực khổ, Phật tử 70 mấy người đang mong cầu ông giảng sanh, ông làm sao cho người ta có niềm tin, rằng tịnh độ nó hướng về cõi mặt pháp này, nó thù thắng hơn tất cả. Ông nói, con tính bạch sư, con xin dâng lời sư. Xong thấy em ra là ông chết lúc đó mà tôi không hay. Mình thấy ông kính bạch sư, con cố gắng dâng lời sư. Thì ông chắc ông tập trung mạnh, thành ra Phật ở Di Đà hiện ông đi liền. Rồi tôi nói với người gái của ông, người gái rất là thông minh. Đúng là cổ tỉnh tôi mới đi, người khác cũng đi. Tôi bệnh quá và phần đó là tôi đang trai tăng. Cổ tỉnh đi liền là bỏ cho ông Minh Hà là thay thế tôi giảng pháp. Tôi nói Phật tử người ta cũng có niềm tin tôi đâu có thể gì con mà bỏ mình đây được. Người có nói thôi giờ sư trai tăng rồi sư đi liền. Tôi nói cha tôi bệnh quá thôi. Tôi nói sư vì một chúng sanh đau khổ mà sư cứu một chúng sanh là đền ơn chư Phật. Cô nói chuyện hay lắm. Tôi nói thôi cô nói hay quá thôi để tôi cũng phải gắn đi thôi. Thì tôi thấy ổng chết đó rồi sau đó
để 8 tiếng vẫn mềm mùi và chín là tôi rồi. Tôi tính tôi đi về liền, cổ năn nỉ quá, tối là 9 giờ mấy, đến đó là 7 giờ mấy, 8 giờ, tới 9 giờ là ông mất. Mất rồi thì tôi chính về, cổ cầm lại, cầm tới sáng, thì 5 giờ, 5 giờ sáng là đủ 8 tiếng. Thì tôi qua thì đi thỉnh ban độ trì cho người ta coi ngày tháng gì, nó tới 11 tiếng là còn 3 tiếng nữa. Tôi nói vậy rồi thôi tôi về. Cô biết cầm không được, cô nói để đi đi kiếm xe cho sư về. Bây giờ sư rời giùm đi, coi ổng còn nóng chỗ nào. Ổng có hai điềm lành, một là sư khai thị, lần thứ ba ổng chết. Cái thứ hai nữa đó là để 8 tiếng. Thì con lợi tôi rờ thì tái chứng còn mê bụi, mặt hồng hào trở lại. Tôi nói 8 tiếng mà vậy là có điềm lành rồi đó. Bây giờ đi liệm thì chắc cũng mềm thôi. Quá 8 tiếng rồi. Bây giờ điều thứ ba nữa là coi coi chỗ nào còn nóng cho. Cái này là quyết định giảng sanh về phẩm nào. Thì tôi nói ở trong ở đây không có ai rờ sanh. Tụi con cung kính sư đợi sư đó. Tính là sư có cái đức thì sư rờ. Tụi con rờ ổng khéo mạnh quá. Mà cái từ lý lực tụi con không có, ổng nổi sân. Thì tôi thấy khổ năn nỉ quá, tôi rờ, mà tôi đó giờ tôi chưa biết rờ người chết, tôi cũng thấy người chết lắm. Bây giờ cổ nói quá, cổ nói chuyện khác lắm, tôi phải lên tôi rờ. À, thì tôi rờ cái mặt thì lạnh gắt, cái trán lạnh gắt, cái mặt, cái lỗ mũi lạnh gắt, rồi cái ngực cũng lạnh gắt, cái ngờ cái bụng nó còn lạnh dữ nữa. Tôi thụt tay vô tôi rút liền, nó hơn nước đá, lạnh thiết là lạnh. Thế rờ cái chân cũng lạnh gắt, giờ cái bàn chân cũng lạnh gắt, tôi nói chết rồi, thôi chỗ nào cũng lạnh hết. Thì còn cái đầu, tôi quên, nó còn cái đầu xưa. Thì tôi đổ cái mũ vàng cho ông trên đầu, tôi mới dỡ cái mũ cho rồi thấy